Xin kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Chính sách và cuộc sống của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và bà con, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong ba chương trình mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước ta nhằm tạo chuyển biến căn cơ để phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Và để thực hiện hiệu quả chương trình này, các địa phương được thụ hưởng đang tích cực triển khai các kế hoạch hành động từ tỉnh đến cơ sở. Tại tỉnh Quảng Ngãi, tháng 8 năm 2022, chính quyền đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện, đồng thời phân bổ nguồn vốn để tổ chức thực hiện các nội dung thuộc 10 dự án của chương trình. Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hà Xuyên, xã Long Hiệp, huyện Minh Long đang được đơn vị thi công gấp rút triển khai xây dựng. Với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng, từ kinh phí chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công trình gồm các hạng mục nhà sinh hoạt, công trình nhà vệ sinh, sân nền, tường rào, cổng ngõ và trang thiết bị nội thất cho nhà sinh hoạt, đảm bảo cho người dân địa phương có không gian sinh hoạt, hội họp và vui chơi. Đối với thôn Hà Xuyên của chúng tôi thì trước đây thì cũng có cái nhà vệ hoa cũ đã xuống cấp, thì bây giờ thì nhà nước ủng hộ cho bà con cái nhà vệ hoa mới như thế này. Thì sau này cho bà con rất là vui mừng để có cái nhà sinh hoạt mới để bà con nơi sinh hoạt hồi họp. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Minh Long đã phân bổ trên 16,4 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công để thực hiện 6 dự án trên địa bàn huyện, gồm dự án giải quyết thiếu nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Riêng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng có 11 công trình được triển khai xây dựng tại 3 xã là Long Mai, Long Môn và Long Hiệp. Các địa phương thụ hưởng luôn nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư này, phấn đấu hoàn thành đạt tỷ lệ giải ngân 100%. Ủy ban nhân dân huyện sẽ cố gắng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình cũng như là đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư xây dựng. Tại huyện Ba Tơ, chính quyền địa phương cũng đã giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 54 tỷ đồng để thực hiện các dự án. Những nội dung thuận lợi sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, trên cơ sở văn bản hướng dẫn, một số xã ở huyện Ba Tơ đã tiến hành hỗ trợ xây dựng công trình nước sinh hoạt phân tán cho người dân. Tại xã Ba Điền, hiện đã có 25 công trình nước sinh hoạt phân tán được triển khai thực hiện từ nguồn vốn chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Huyện đã phân bổ cái nguồn vốn cho tất cả 19 xã thị trấn và các cái cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện để thực hiện theo các cái dự án mà đã được Trung ương phê duyệt. Ví dụ như là cái chương trình về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì nó có 10 cái dự án, và trong 10 dự án thì nó có những cái tiểu dự án cụ thể, thì cái này huyện cũng đã phân bổ. Và hàng tháng thì trong cái kế hoạch của huyện là 2 lần mà họp để rồi rà soát tiến độ và đẩy nhanh cái tiến độ về giải ngân cũng như tiến độ triển khai thực hiện. Dự án về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị là một trong những dự án cốt lõi của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án này bao gồm 2 tiểu dự án. Tiểu dự án 1 là phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Tiểu dự án 2 là hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bà con nhân dân đang rất mong chờ dự án này sớm được triển khai thực hiện để có thể giúp nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Mình cũng một năm, hai năm gì cũng bán được một cạn để thu nhập cho gia đình.
rất vui mừng có con trai đến nuôi làm là để phát triển kinh tế cho bà con. Việc triển khai hỗ trợ thì ủy ban đã thực hiện việc họp và đã giao cho các thôn và đã chuẩn bị rất là cụ thể. Bên cạnh đó thì đối với nguồn vốn đã được phân, nhưng mà bên cạnh đó thì chưa có hướng dẫn cụ thể nên là cái việc để thực hiện các dự án thì rất là gặp nhiều khó khăn. Cũng mong là các cấp các ngành thì sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện đảm bảo trong cái tiến độ. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Quảng Ngãi được triển khai thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Rất là nhiều cái yêu cầu đặt ra và phủ toàn diện về việc phát triển của miền núi, mà thông qua đó là một cái nguồn lực rất là lớn, và đặc biệt là thông qua 10 cái dự án mà phủ hết toàn bộ về kinh tế, chính trị, rồi văn hóa, xã hội, những vấn đề xã hội, rồi giám sát. Ví dụ như là các cái dự án để mà có nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, dự án 1. Rồi dự án 2 thì lại là tái định cư. Đấy. Rồi là những cái nơi mà cần sạt lở là mình phải tái định cư tập trung. Dự án 3 thì lại là phát triển sản xuất, tập trung vào kích thích sản xuất và phát huy cái giá trị gọi là cái tiềm năng tại chỗ để mà phát triển sản xuất. Đây là một trong những dự án cốt lõi. Trong năm 2022 vừa qua, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước phân bổ để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là trên 376 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là gần 332,5 tỷ đồng. Vốn ngân sách tỉnh đối ứng là gần 37,7 tỷ đồng. Vốn ngân sách huyện gần 6 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện thông qua 10 dự án với 14 tiểu dự án và 36 mục đầu việc bao trùm trên các lĩnh vực. Đây là chương trình mang tính tổng thể, các dự án, tiểu dự án rất đa dạng về nội dung, hình thức triển khai. Có một số nội dung lần đầu tiên thực hiện nên khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, ví dụ như dự án hỗ trợ sản xuất. Chương trình mới yêu cầu là phải hỗ trợ thông qua những tổ chức mà ưu tiên số 1 chính là việc thông qua các chuỗi sản xuất. Mà muốn có chuỗi sản xuất có nghĩa rằng chúng ta phải có tổ chức hợp tác xã, rồi lại phải có nhà đầu tư là doanh nghiệp để mà lo đầu vào đầu ra cho sản phẩm và có sự liên kết này. Vậy thì bây giờ cái chuỗi này nó lại rất là khó khăn, là bởi vì lâu nay mình nói vậy thôi chứ mình lại cũng chưa có cái chuỗi nào thật sự là chuỗi. Hiện nay 8 trên 8 huyện của tỉnh Quảng Ngãi được thụ hưởng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tổ chức giao vốn thực hiện chương trình, cụ thể là nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp cho các đơn vị địa phương. Khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch vốn, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh quy trình, thủ tục, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đôn đốc giải ngân, không làm mất vốn được giao trong kế hoạch.
chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì trên địa bàn huyện thì đến nay thì huyện cũng đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời là tăng cường công tác tuyên truyền để toàn thể các hệ thống chính trị cùng vào cuộc cùng với người dân hiểu rõ được mục đích, nội dung của chương trình để đảm bảo triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Về tiến độ thực hiện thì đến nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của huyện thì đã giải ngân được khoảng 20% tổng cái nguồn kinh phí được phân bổ, và dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là huyện sẽ giải ngân được 100% cái nguồn kinh phí này. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi thì trong giai đoạn từ 2021 đến 2025 đã đề ra mục tiêu phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020, khoảng 28,8 triệu đồng một người trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mỗi năm giảm từ 4 đến 4,5%. Phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, vấn đề cốt lõi trước mắt vẫn là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và nắm rõ mục tiêu, dự án của chương trình, tạo đồng thuận trong nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Định hướng của bang ấy thì một mặt là vừa làm vừa tiếp tục tham mưu, nhưng mà một mặt nữa là cũng phải vừa làm vừa hoàn chỉnh. Cái gì làm được, làm đúng, đủ điều kiện làm thì mình làm trước. Cái gì chưa đủ điều kiện thì tiếp tục trao đổi nghiên cứu để làm. Đấy, và cái gì mà chưa đủ nữa thì mình kiến nghị, tiếp tục để kiến nghị làm cho nó tốt. Và đánh giá rằng là phải tuyên truyền là rất quan trọng. Cái chuyện tuyên truyền ban đầu rất quan trọng, bởi vì qua khảo sát, qua đánh giá thì thấy rằng là có rất nhiều người nằm trong công cuộc này, là người tham gia, là người trực tiếp tham gia, là người được thụ hưởng, nhưng mà người ta vẫn chưa hiểu sâu về cái chương trình này. Cho nên chúng ta phải tăng cường được việc tuyên truyền. Tuyên truyền từ lãnh đạo, từ hệ thống chính trị, hướng đến người dân. Cùng với công tác truyền thông, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung thực hiện tốt công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát, lồng ghép nguồn lực của địa phương, đặc biệt là lồng ghép trong việc thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội trên địa bàn miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thưa quý vị và bà con, để chương trình quan trọng này của Đảng, Nhà nước phát huy hiệu quả cao đúng như kỳ vọng, thì bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, cũng rất cần các huyện, xã trong tỉnh Quảng Ngãi đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế vốn có của từng địa phương. Đặc biệt là phải khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân để bà con chung tay góp sức cùng với chính quyền thực hiện thành công chương trình này. Và đến đây chúng tôi cũng xin khép lại chuyên mục Chính sách và Cuộc sống ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.